Xin chào các bạn, chúng ta trở lại với loạt bài của chúng ta. Và hôm trước thì chúng ta đã nói về môn nghe. Và tiếp theo sau môn nghe của chúng ta sẽ là môn viết. Và vậy thì chúng ta sẽ làm bài môn viết như thế nào các bạn? Môn viết có mấy câu các bạn? Môn viết của chúng ta có 4 câu. Có 4 câu và nó được thi liên tục với lại môn nghe đúng không? Và từ câu 51 đến câu 54 chỉ có 4 câu thôi, nhưng mà nó có điểm là 100 điểm. Vậy thì cái bố cục của thi môn viết của chúng ta, câu 51 10 điểm. 52 10 điểm. 53 30 điểm và 54 là 50 điểm. Vậy thì ở đây chúng ta cần phải thấy là ở trong câu 54 chúng ta có tới 50 điểm lận. Câu 51 và 52 chỉ có 10 điểm thôi. Nhưng mà nó là câu mà chúng ta cần phải lấy điểm cao nhất đúng không các bạn? Đó là điền vào chỗ trống và điền câu thích hợp vào chỗ trống. Chúng ta phân tích biểu đồ hoặc là thống kê. Và sau đó thì chúng ta sẽ viết luận. Và chúng ta cần phải làm đó chính là chúng ta phải phân bố thời gian và phải làm như thế nào để cho môn viết của chúng ta đạt điểm cao nhất. Vậy thì cái điều mà chúng ta cần phải làm, chiến lược mà chúng ta đưa ra khi mà chúng ta làm môn viết, làm bài môn viết thì chúng ta cần phải làm gì các bạn? Trong thời gian thi môn viết của chúng ta chỉ có 50 phút. Vậy thì trong 50 phút đó chúng ta cần phải giải quyết 4 câu. Viết nhanh câu 51 và câu 52. Viết nhanh để chúng ta đạt được điểm tối đa ở trong câu 51 và câu 52. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng, tại vì nó là phân tích biểu đồ, hoặc là nó sẽ là chúng ta phân tích biểu đồ hoặc chúng ta viết lại cái bản điều tra, cái số liệu hoặc cái dữ liệu mà người ta đưa cho chúng ta. Cho nên là chúng ta có thể sử dụng lại từ hoặc là cái số liệu mà người ta đưa ra trong câu, trong cái đề thi. Gần đây thì những đề thi môn viết họ ghi một câu là đừng có chép lại y chang cái câu đề thi, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng từ hoặc là số liệu được viết trong đó. Cho nên là chúng ta tận dụng những cái từ, số liệu, chúng ta đổi ngữ pháp hay như thế nào đó để chúng ta có từ chúng ta viết trong câu 53 ha. Và tiếp theo đó là khi mà chúng ta đã làm hoàn thành câu 51, 52 và câu 53 thì các bạn làm nhanh xuống câu 54. Và thường thì nó là 50 phút, vậy thì chúng ta nên cố gắng dành 25 đến 30 phút cho chúng ta trong cái thì trong câu 54 này của chúng ta, bởi vì nó chiếm một lượng điểm nửa bài, đó là 50. Và các bạn viết càng nhiều thì chúng ta sẽ càng có điểm trong đó. Và một điều đáng lưu ý là không để bỏ trống. Chúng ta không để bỏ trống cái thời giải thi của chúng ta cố gắng viết, viết không kịp thời gian cũng sẽ viết, viết đến chừng nào thì họ sẽ chấm điểm cho chúng ta phần đó ha các bạn ha. Vậy thì cái điều mà chúng ta lưu ý ở đây là gì? Đó chính là cái cách để chúng ta viết trong cái đề thi môn viết là viết như thế nào. Và cái điều cần lưu ý của chúng ta đó chính là chúng ta viết ngắn gọn thôi, chúng ta đừng viết dài dòng. Có những bạn nói là tại vì thi cao cấp cho nên là phải viết câu dài. Không cần thiết các bạn, nhưng mà chúng ta viết câu càng dài thì sẽ càng dễ sai. Cho nên là chúng ta cố gắng viết câu ngắn gọn, những cái ngữ pháp quen thuộc của chúng ta. Vậy thì tiếp theo thì làm như thế nào? Chúng ta sẽ viết giấy thi như thế nào? Cái cách mà chúng ta viết giấy thi như thế nào? Có thể là các bạn đã được học rồi và các bạn mãi mê luyện tập và các bạn quên thì mình sẽ nhắc lại cho các bạn ha. Và đây chính là cái tờ giấy thi dành cho câu 54 của chúng ta. Và như các bạn thấy ở đây thì nó sẽ có số là 50, 100, 150. Và đây chính là 50 chữ, 100 chữ, 150 chữ. Và cái môn viết của chúng ta nó là 600 chữ thì nó sẽ tới đây. Và chúng ta sẽ viết với mục đích tới đây, mà ở giữa thì thôi, ở dưới thế nào thì người ta sẽ chấm cho chúng ta nửa điểm hay như thế nào đó. Nhưng mà chúng ta biết ở đây chính là cái lượng chữ mà chúng ta cần phải viết ha. Và sau đó thì vậy thì có một câu hỏi đặt ra là gặp chữ số thì chúng ta sẽ viết như thế nào, sau dấu chấm và sau dấu phẩy thì chúng ta sẽ viết như thế nào. Và đây là một cái bài mẫu mà mình sẽ cho các bạn thấy. Đầu tiên chúng ta cần phải biết đó chính là lùi một dòng cho mỗi một đoạn bắt đầu. Cho nên là khi mà chúng ta bắt đầu thì chúng ta nên lùi một ô, xin lỗi các bạn, lùi một ô ha các bạn ha. Cho nên là u đi xong rồi lùi một ô. Và sau đó thì ở trong tiếng Hàn có phần chúng ta có biết khoảng cách và chúng ta phải cách khoảng cách đúng thì sẽ không bị trừ điểm. Và bên cạnh đó các bạn thấy đối với số liệu ở đây số 12 được viết trong một ô,
Một số thì chúng ta sẽ viết một ô, hai số cũng một ô. Nhưng mà bên vậy thì ba số như thế nào? Ba số thì chúng ta sẽ viết hai số đầu ở một ô và số sau thì sẽ ở ô thứ hai. Và cứ thế mà chúng ta viết. Vậy thì sau dấu chấm thì như thế nào? Và các bạn thấy dấu chấm được chấm ở đây. Và sau dấu chấm thì chúng ta sẽ viết cái ô tiếp theo đó. Dấu chấm là một ô và chúng ta tiếp theo cái ô đó. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chữ viết của chúng ta. Cứ như thế và chúng ta viết và chúng ta dừng cái đoạn của chúng ta đến đây. Chúng ta dừng cái đoạn của chúng ta đến đây thì chúng ta cứ chấm ở đó và theo như mình biết thì cái đoạn dừng ở đây thì họ vẫn sẽ tính cho chúng ta ở đây. Chữ số chúng ta được đặt ở đây. Và tiếp theo, dấu phẩy thì cũng giống như dấu chấm là dấu phẩy thì chúng ta ở đây và sau đó thì chúng ta viết ngay. Cứ như thế mà chúng ta làm. Và vậy thì đối với những chữ mà nó là không phải là tiếng Hàn mà nó là chữ alphabet thì sẽ như thế nào? Hai chữ một ô. Cho nên là chúng ta thấy hai chữ một ô và số thì hai số một ô. Các bạn cứ nhớ như thế và các bạn cứ viết. Thì như vậy thì đây chính là cái cách mà chúng ta biết về cách viết chữ số và viết chữ tiếng Anh để khi mà chúng ta đi thi thì chúng ta sẽ không biết là chúng ta phải viết như thế nào thì chúng ta sẽ lọng cộng trong cái việc đó. Cho nên là chúng ta nhớ cái cách viết này ha. Và các bạn để mà chúng ta thi viết chúng ta phải phân bố thời gian một cách hợp lý cho bài thi của chúng ta. 4 câu thôi nhưng chúng ta phải phân bố một cách hợp lý. Và sau đó thì chúng ta sẽ tận dụng hết tất cả những cái từ ngữ, những cái vốn từ và những cái thông tin trong đề bài. Không phải là chúng ta chép lại hết toàn bộ cái đề bài, nhưng mà chúng ta vận dụng từ vựng và những cái thông tin đó để chúng ta làm bài của chúng ta. Và bên cạnh đó thì chúng ta không cần phải viết dài dòng. Chúng ta viết ngắn gọn và chúng ta viết đúng chính tả và đúng từ. Và các bạn sẽ nói là tại vì em muốn thi cao cấp vậy thì em phải sử dụng cao cấp. Nếu mà các bạn sử dụng ngữ pháp cao cấp thì càng tốt, nhưng mà nếu như trong lúc thi các bạn rối rắm quá là không chắc thì các bạn nên sử dụng những cái ngữ pháp quen thuộc của mình cũng chẳng sao. Và tiếp theo đó thì khi mà chúng ta làm câu 54 của chúng ta thì chúng ta không thể nhào vô mà chúng ta viết không có thân bài, không có mở bài, không có gì cả. Chúng ta phải viết nó giống như một bài luận, nó là bài luận cho nên là phải có mở bài, thân bài và kết luận một cách rõ ràng. Và đây chính là những cái điều mà chúng ta cần phải chú ý khi mà chúng ta thi môn viết và các bạn nên nhớ để chúng ta có thể làm bài tốt môn viết của chúng ta. Và các bạn ơi, chúng ta đã đi gần hết đoạn đường của chúng ta rồi. Chúng ta chỉ còn một bài nữa thôi, đó chính là bài đọc. Hẹn gặp lại các bạn trong bài đọc sắp tới. Thăm xong gì ta?